Nhà đẹp Tân Á, xin chào tất cả các bạn. Mình là Vũ Hoan, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Hàng ngày, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các mẫu nhà đẹp, có thể là một mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, một mẫu nhà phố, nhà ống, nhà cấp 4, hay là một mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói, để giúp các bạn có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế, giữa các cái màu sơn, các cái màu gạch, các cái màu sân vườn đẹp với nhau để các bạn tha hồ thoải mái lựa chọn và áp dụng ngay vào công trình của gia đình mình. Và hôm nay cứ điện hẹn lại lên, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu nhà 3 tầng được chúng tôi thiết kế theo phong cách hiện đại cho gia đình anh Nam tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Những mẫu nhà theo phong cách hiện đại như những mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Nam như thế này, thì ngoài cái vẻ đẹp tổng thể của những cái mẫu nhà như thế này thì rất thu hút được những cái khách hàng khó tính nhất, bởi ngoài cái yếu tố, ngoài cái vẻ đẹp tổng thể thì những cái mẫu nhà như thế này nó còn đáp ứng được đầy đủ các cái công năng, các cái nhu cầu sử dụng của các cái thành viên trong gia đình gia chủ, và giúp cho các cái thành viên trong gia đình gia chủ được tận hưởng được những cái giây phút thư giãn mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc. Chính vì lẽ đó mà những mẫu nhà theo lối phong cách hiện đại, theo kiểu mới nhất, theo kiểu châu Âu như thế này đang được sự rất được nhiều khách hàng quan tâm và ưa chuộng. Và cái chi phí để xây dựng những ngôi nhà như thế này thì nó cũng rất là vừa với túi tiền của nhiều khách hàng. Với công trình nhà của anh Nam thì phần mái chúng tôi thiết kế theo phong cách mái Nhật với cái độ dốc vừa phải, và ở các cái đỉnh mái chúng tôi sử dụng các cái kim thu lôi được liên kết với nhau và được đi ra phía sau ngôi nhà trốn xuống lòng đất, để khi lỡ gặp trường hợp xấu có thể xảy ra như sấm sét thì có thể không đảm bảo sự an toàn cho ngôi nhà. Khu vực tầng 3 này, ban công chúng tôi thiết kế cho gia đình một khu vực ban công để cho gia đình các cái thành viên được tận hưởng được các cái cảm giác thư giãn ở khu vực này. Và cái ban công này được chúng tôi thiết kế bằng bê tông cốt thép được sơn màu trắng. Tông màu chủ đạo của công trình này chúng tôi vẫn sử dụng tông màu trắng kết hợp với những cái tông màu tương phản như màu xanh của phần mái ngói và các cái màu ghi của các cái mảng tường, các cái điểm chúng tôi nhấn nhá như ở khu vực dưới ban công của tầng 2 và tầng 3. Và ở một cái vị trí như cổ mái chúng tôi được sơn màu nâu để phân biệt và ngăn cách giữa các cái mảng tường, giữa các cái gờ phấn tường với nhau. Và với cái tông màu như thế này thì nó không bao giờ bị lỗi thời nha các bạn, bởi vì những cái tông màu rất là đẹp và mới nhất hiện nay được chúng tôi áp dụng vào những cái công trình hiện đại. Các bạn có thể nhìn qua cái phối cảnh nó toát lên được một cái vẻ đẹp rất là sang trọng, rất là hiện đại. Và khu vực trần của cái phần xi nhô mái chúng tôi cũng sơn màu trắng, và chúng tôi sử dụng bố trí các cái đèn trang trí, các cái đèn downlight được chạy xung quanh cái khu vực xi nhô mái, và đi kèm với đó là các cái đèn trang trí được ốp vào hai bên trụ, hai bên cửa sổ, hai bên trụ chính và sảnh phụ.
tất cả đã tạo nên một không gian vô cùng sống động, vô cùng linh hoạt. Đây là vị trí, đây là các bạn có thể nhìn được một cái view chụp được chụp vào lúc chiều tà, mà gia chủ khi sử dụng cả cái đèn này lên thì cũng đã thấy được cái vẻ đẹp lung linh của cái công trình này mang lại nha các bạn. Thì chứ chưa nói đến chuyện về đêm. Khu vực trần của Sino tầng 2 và trần của phần mái của tầng 1 này, sảnh chính này, thì chúng tôi sơn màu giả gỗ và cũng bố trí cả cái đèn downlight rất là đẹp. Với công trình này thì chúng tôi cũng sử dụng các cái đường phao rất là to khỏe, rất là chắc chắn, và đi kèm với đó là các cái chỉ âm được chạy ngang dọc theo cái chu vi của công trình ở các cái vị trí cột và khu ở giữa các cái mảng tường. Chúng tôi cũng không sử dụng quá cầu kỳ những ý chi tiết hoa văn như những mẫu nhà cổ điển hay tân cổ điển, mà chúng tôi sử dụng các cái đường phao chỉ to khỏe, tạo cảm giác chắc khỏe cho công trình, vừa tạo ra một cái vẻ đẹp rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Khu vực lan can của tầng 2 và tầng 3 này thì chúng tôi sử dụng lan can bằng sắt hộp được sơn tĩnh điện màu màu ghi. Và khu vực ban công của tầng 2 thì chúng tôi sử dụng lan can bằng mặt kính và tay là bằng inox, rất là thánh thoát và rất là sang trọng. Ở khu vực phía bên trái của ngôi nhà thì chúng tôi ở khu vực ban công của tầng 2 này thì chúng tôi đua ra cho ở công trình này một cái ban công vừa đủ để cho gia chủ có thể tận hưởng được những cái cảm giác sáng mai thức dậy hoặc là buổi đêm ra ngắm cảnh ở khu vực tầng 2 này. Và chúng tôi cũng không quên bố trí các cái vị trí cho gia trình, có cho gia chủ có thể trồng hoa và đặt những cái bình chậu cây cảnh ở xung quanh ngôi nhà và ở trên sân thượng và ban công của ngôi nhà để tạo không gian xanh cho ngôi nhà và đưa ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên hơn. Với công trình nhà anh Nam thì chúng tôi đặc biệt chú trọng tới cái vấn đề ánh sáng và gió cho ngôi nhà, tạo sự thông thoáng tối đến mức tối đa cho công trình bằng việc bố trí rất là nhiều ô cửa sổ. Đó, các bạn có thể thấy được công trình chúng tôi được bố trí rất là nhiều ô cửa sổ đảm bảo sự thông thoáng đến từng căn phòng và giúp cho từng căn phòng cân bằng được ánh sáng và gió, giúp cho từng căn phòng được điều hòa tốt hơn, được đẩy được không khí từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong rất là thoáng nha các bạn. Và chúng tôi cũng sử dụng các cái dạng gạch thẻ màu ghi để ốp lên các cái phần phía trên của các cái ô cửa sổ này, tạo sự trang trí nhấn nhá và đặc biệt cho công trình. Khu vực sảnh chính thì chúng tôi sử dụng một chúng tôi thiết kế hai cái trụ rất là to khỏe phía chân trụ. Dưới chân trụ thì chúng tôi sử dụng một loại gạch vấn đá màu 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 nâu để ốp lên cái phần chân trụ này, và ở phần thân trụ thì chúng tôi vẫn sơn màu trắng và sử dụng các cái chỉ âm, và phía trong được sơn màu nâu rất là đẹp và trông rất là chắc chắn. Ở khu vực sảnh chính thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ một cái bộ cửa gỗ tự nhiên kết hợp với
kết hợp với những cái ô chớp bằng nhôm kính, bằng kính rất là đẹp và cũng rất là sáng trọng. Và ở phía bên phải hướng ngôi nhà nhìn ra thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ một cái sân gara để gia chủ có thể đậu ô tô và ở khu vực này. Và ở phía bên này thì chúng tôi cũng thiết kế một cái chân trụ rất là to khỏe, thiết kế là hình chữ nhật, và cũng chúng tôi cũng sử dụng các cái gạch thẻ để ốp lên cái phần chân trụ này trông rất là to khỏe. Và phía mảng tường thì ngăn cách giữa cái phòng khách và sân gara này thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ một cái bức tranh rất là đẹp. Khu vực 8 cấp của công trình chúng tôi thiết kế là 3 bậc, và mặt cổ bậc thì chúng tôi thiết kế là sử dụng loại đá trắng nhân tạo, và ở mặt bậc thì chúng tôi sử dụng loại gạch, loại đá hoa cương hơi hơi giống với cái màu gạch của cái phần chân, phần của hai trụ chính này. Và xung quanh chân móng của ngôi nhà thì chúng tôi sử dụng một loại gạch giả đá để ốp lên cái phần chân trụ, vừa đảm bảo được cái chắc chắn, sự chắc chắn cho ngôi nhà, vừa chống được cái rêu mốc bám lên tường của công trình. Và ở khu vực tầng 1 thì chúng tôi thiết kế thêm cho gia chủ thêm một cái sảnh phủ ở phía bên hông của ngôi nhà, rất là thông thoáng và rất là đẹp nha các bạn. Đấy, như các bạn có thể thấy được sự thông thoáng của căn nhà này mang lại với những cái ô cửa kính rất là đẹp và rất là thông thoáng. Thì đấy là rồi chúng ta cùng đi vào công năng của ngôi nhà. Đây là cái vị trí, đây là cái mặt bằng diện tích đất của ngôi nhà, và đây là khu vực ánh nam là xây dựng ngôi nhà. Đó, có thể các bạn có thể thấy được là cái khuôn viên đất của anh khá là rộng, rất là thoải mái. Và đây là cái mặt bằng bố trí tầng 1, các cái công năng của khu vực tầng 1. Đó, thì với cái chiều dài của công trình này là 15 mét tính từ tím tới tím, và được chúng tôi chia thành 4 5 trục, và chiều rộng của ngôi nhà này tính từ tím tới tím là 7 mét 9, và được chúng tôi chia thành 3 trục. Và đây các bạn có thể thấy đây là khu vực đi vào sảnh chính của ngôi nhà, và đây là khu vực gara để ô tô của công trình. Và khu vực sảnh chính đi vào gara đây là một cái phòng khách được chúng tôi thiết kế cho gia đình, có kích thước là 23,5 mét vuông. Và đây là khu vực kệ tivi kết hợp với một cái lam gỗ đi qua cái hệ lam này, là một cái phòng bếp và phòng ăn với kích thước 25 mét vuông. Đây là vị trí bếp theo chữ L của cái gia đình, và đây là khu vực đặt tủ lạnh cho của phòng bếp. Khu vực sảnh phủ đi ra sân của công trình, và đi ra phía sau là khu vực nhà vệ sinh và sân rửa, được chúng tôi cùng thiết kế rất là hợp lý, còn khá là thoáng. Và ở tầng 1 thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ một cái phòng ngủ thứ nhất với diện tích là 14 mét vuông. Đây là khu vực cầu thang đi lên tầng 2 của công trình, và chúng tôi cũng thiết kế cho gia đình một cái cửa phụ để đi ra sân gara, và khi gia chủ chạy xe vào đầu gara thì gia chủ không cần đi qua cửa chính mà có thể đi vào cái cửa phụ này, để cửa nách này để đi vào sâu vào trong nhà, và ngược lại cũng như vậy. Rồi chúng ta cùng đi lên phần tầng 2 của công trình
Đây là cầu thang đi lên khu vực tầng 2 của công trình. Ở tầng 2 thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ thêm 3 phòng ngủ nữa. Phòng ngủ thứ hai với kích thước là 14 mét vuông. Phòng ngủ thứ ba với kích thước là 12 mét vuông và phòng ngủ thứ tư với diện tích là 20,5 mét vuông. Và riêng cái phòng ngủ thứ tư này thì chúng tôi còn thiết kế thêm cho gia chủ với một cái phòng thay đồ với diện tích là 12 mét vuông và một cái nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng rất là rộng, và một cái phòng không gian sinh hoạt chung, vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi cho để cho các cái thành viên trong gia đình có thể nói chuyện và bàn bạc công việc ở cái khu vực sinh hoạt chung này. Và khu vực phía sau là khu vực sân phơi cho và nhà vệ sinh chung của khu vực tầng 2. Đây là thì sảnh phủ đi ra ban công của ngôi nhà, và đây là khu vực cửa chính của đi ra ban công, khu mặt mặt trực diện của công trình. Và chúng ta cũng đi lên tầng 3 của công trình. Khu vực tầng 3 là khu vực dành cho khu vực thờ cúng và sân phơi ở phía sau, rất là rộng rãi nha các bạn. Và chúng tôi thiết kế cho gia đình một cái phòng thờ với diện tích là 13,5 mét vuông. Đây là khu vực cửa chính đi ra ban công của công trình. Rất là rộng và thoải mái nha các bạn. Đầy đủ các cái tiện nghi, các cái công năng. Rồi chúng ta cùng một lần nữa nhìn lại phối cảnh 3D của công trình này. Đây, các bạn có thể thấy được cái vẻ đẹp mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh. Nếu các bạn cảm thấy thích mẫu thiết kế này thì các bạn có thể gọi cho tôi để được tư vấn miễn phí, hoặc các bạn đang có ý định làm nhà, đang có hướng chuẩn bị làm nhà thì các bạn có thể gọi điện cho tôi hoặc là truy cập vào website của công ty là nhà đẹp Tân Á.vn để tham khảo một số mẫu nhà mà chúng tôi đã up lên đây. Thì trên đây thì chúng tôi cũng thiết kế cho rất là nhiều khách hàng, từ mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, nhà ống, nhà phố, rất là nhiều mẫu nhà tha hồ và rất là thoải mái cho các bạn lựa chọn. Đó, các bạn có thể thấy được từ mẫu nhà hiện đại, cổ điển, tân cổ điển, vân vân. Đó, các bạn có thể tham khảo hoặc các bạn có thể vào YouTube và gõ nhà đẹp Tân Á, sau đó đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ một video chia sẻ về các cái mẫu nhà mới nhất hiện nay, hoặc là các cái video chia sẻ về các cái kinh nghiệm, các kỹ thuật, các cái mẫu gạch, các cái mẫu màu sơn, các cái mẫu sân vườn đẹp mới nhất hiện nay, để khi các bạn làm nhà các bạn có một chút về cái kinh nghiệm, về kỹ thuật thi công, để các bạn không còn phải bỡ ngỡ, không còn phải phụ thuộc vào một ai nữa, và các bạn cũng có biết chút ít về cái nguyên vật liệu, về cái loại nào tốt, loại nào xấu, loại về giá cả, vân vân. Để khi các bạn làm nhà thì các bạn có một ít kiến thức thì các bạn có thể tự tin và yên tâm hơn. Và đến đây buổi chia sẻ của tôi cũng xin hết. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.